bình bằng trái bắp. Nguyên liệu mình sẽ có trái bắp nè, màu xanh cho lá, lục bình, giấy màu đen và màu hồng cho hoa lục bình. Có lẽ là màu tím nhưng mà màu tím mình thấy đậm quá, mình dùng. Rồi trước tiên mình sẽ vẽ cái lá nha. Bây giờ Khoa sẽ cầm cái cuốn lá nè. Con cầm cái cuốn lá con ịn vô màu nha. Rồi.